Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một căn nhà màu tím thiết kế rất là đẹp với diện tích ngang 3,5 m, độ sâu 12 m, thiết kế một trệt, hai tầng lầu, tọa lạc trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên công viên Làng Hoa nha quý vị. Đây là một căn nhà thiết kế rất là đẹp với tông màu tím là tông màu chủ đạo, một căn nhà phố full nội thất, thiết kế có khu vực đỗ xe máy, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng phía trước. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình theo phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà, ngang 3,5 m, độ sâu là 12 m này quý vị. Mặt tiền rất là đẹp nha, cây xanh nhiều, đèn led chiếu sáng rất là lung linh trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Và căn nhà chúng ta thì tọa lạc trong một con hẻm phải nói là an ninh tuyệt vời, hẻm cụt nha. Ngay công an phường 11, sát bên công viên Làng Hoa, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một con hẻm cụt an ninh 4 m, hẻm xe hơi tới nhà. Vị trí này thì cách công viên Làng Hoa khoảng tầm 100 m thôi, rất là gần với chợ và nhà thờ Thông Tây. Và căn nhà này đang được bên em chào bán với giá mềm 5 tỷ 680 triệu đồng còn thương lượng nha quý vị. Hướng chính nam. Và chúng ta sẽ cùng mình vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà rất là đẹp, được gia chủ xây mới 100%, số hồng riêng, hoàn công đầy đủ và hỗ trợ vay ngân hàng. Ở đây thì quý vị sẽ có hai lớp cửa cổng này. Bên trong đây là khu vực đậu xe máy và một không gian phòng khách quá đẹp với đầy đủ nội thất tặng kèm, bao gồm sofa kết hợp với tủ kệ tivi. Hai bên tường có ốp nhựa trang trí, phía trên có đèn chiếu sáng và đèn led rất là tuyệt vời. Khu vực sàn phòng khách dưới tầng trệt thì gia chủ ốp gạch 80. Phía dưới cầu thang có hòn non bộ khô. Phía sau đây thì quý vị có tủ kệ trang trí và cầu thang thì có đèn led chiếu sáng kết hợp với mặt đá hoa cương màu trắng, tay vịn gỗ đỏ, lan can bằng sắt. Bên trong đây là không gian bếp với lavabo rửa mặt bên ngoài, vệ sinh dưới cầu thang và một không gian bếp phải nói là tuyệt vời. Với khu vực bàn ăn 4 ghế này, những bức tường được ốp gạch và ốp kính caro phải nói là tuyệt vời. Một hệ thống tủ bếp trên dưới được làm đẹp với mặt đá bếp màu trắng và được ốp gạch xung quanh, có đèn led chiếu sáng phía trên. Có ô giếng trời nhỏ phía đằng sau cuối nhà ngay trên khu vực tủ lạnh Kepo hai cửa. Và đây là không gian bếp của căn nhà mình nha quý vị, một không gian bếp rất tuyệt vời. Căn nhà này thì đang được anh chủ nhà chào bán với giá mềm thôi, 5 tỷ 680 triệu đồng thôi, còn thương lượng thêm với quý vị thiện chí mua. Quý vị mua thì toàn bộ nội thất như trong video Hùng quay sẽ được gia chủ để lại cho quý anh chị khi mua nhé. Giá bán thì còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Quý vị quan tâm đến căn này thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Dưới cầu thang thì quý vị thấy có một phòng vệ sinh và quay ngược ra đây thì quý vị sẽ có khu vực không gian phòng khách với khu vực để màn hình TV 65 inch. Khu vực để xe máy và sofa, một căn nhà màu tím mộng mơ nha mọi người. Rất là đẹp, thiết kế một trệt và hai tầng lầu, có 3 phòng ngủ. Khu vực cầu thang thì có đèn led cảm ứng, chúng ta đi lên đi xuống tự động sáng nha. Và lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian của hai phòng ngủ đầu tiên. Hai phòng ngủ này thì bên ngoài sảnh cầu thang quý vị thấy này, có ốp đá trang trí và có ốp kính caro cũng như là ốp nhựa rất là tuyệt vời. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 với giường ngủ 1m8 này, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, quạt gió, máy lạnh và cửa sổ ra mặt tiền chính cũng như là cửa ra ban công. Có lan can cao bên ngoài lên tới 1m8 và có cây xanh cũng như là có đầy đủ chăn ga gối nệm, tủ áo, tủ âm tường cũng như là đèn chùm, đèn chiếu sáng, quạt gió, máy lạnh Kepo mới tinh. Đây là phòng ngủ đầu tiên nha quý anh chị. Ngang 3,5 m, độ sâu 12, xây hầu như là phun đất. Thiết kế mới tinh năm 2023, số hồng hoàn công đầy đủ. Và nhà mình thì có 3 phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh thì nội thất đẹp như thế này, với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi nha quý anh chị. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì cũng đầy đủ nội thất, bao gồm giường ngủ 1m8, cửa sổ ra chính trời. Những bức tường được sơn màu tím kết hợp với bàn đọc sách cho em bé này. Đây chúng ta có cái bàn đọc sách cho em bé và một cái bàn trang điểm kết hợp với giường ngủ 1m8, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm. Sàn phòng ngủ thì gia chủ ốp gạch 60 vuông, có quạt gió treo tường và có cửa sổ ra giếng trời. Một căn nhà nhỏ xinh quá đẹp như thế này, ngang 3,5 m, độ sâu 12 m, xây phun đất. Giá bán anh chủ nhà chào bán chỉ có 5 tỷ 680 triệu đồng thôi, giá bán còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Thì quý vị nào đang tìm nhà trên trục đường Lê Văn Thọ, ngay công an phường 11, sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Và khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong sẽ được gia chủ để lại nhé.
Từ căn nhà này quý vị di chuyển qua công viên Làng Hoa khoảng tầm 200m và đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút thôi. Đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy. Và vị trí này thì rất là đẹp, thuận tiện cho quý vị ở này, làm văn phòng công ty, cho thuê, làm showroom spa, hay là quý vị có thể mua cho con em mình đi học, với nó là tuyệt vời. Nhà đầy đủ nội thất thì quý vị mua cho con em mình đi học, không phải sắm thêm thứ gì nữa nhé. Ở đây thì phòng ngủ số 3 thì cũng có đầy đủ nội thất này, bao gồm mà tủ kệ đọc sách, bàn trang điểm, tủ áo, giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm Hàn Quốc, kết hợp với máy lạnh mới tinh, một ngựa. Và đây là không gian phòng ngủ số 3, phòng cuối cùng. Chúng ta sẽ tham quan không gian phòng vệ sinh số 3 cũng như là khu vực sân thượng của căn nhà nhé. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh số 3 này. Nhà thì xây mới nên gia chủ đã trang bị sẵn hệ thống camera quan sát này, ống năng lượng mặt trời, có máy nóng lạnh đầy đủ và có hệ thống internet cáp quang đầy đủ cho quý vị sử dụng nhé. Và chúng ta đến với khu vực sân thượng. Một khu vực sân thượng rất là chill, có bộ bàn ghế sắt và những cái khoảng cây xanh rất là tuyệt vời. Có đèn LED chạy trên ban công và chạy xung quanh, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng rất là đẹp trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Và Huy Hùng xin giới thiệu lại giá căn nhà này là 5 tỷ 680 triệu đồng nha quý vị. Giá bán còn thương lượng hướng chính nam, phù hợp cho quý vị chúng ta thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý vị đang tìm nhà nhỏ gọn 2 lầu, 3 phòng ngủ cho con em mình ra ở riêng, an cư lạc nghiệp thì hãy đến với căn nhà Tím Mộng Mơ đẹp nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này. Huy Hùng trên kênh YouTube Bán Nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.